Ủa, là Nguyệt hả? Em là khách không mời mà đến đúng không? Có chuyện gì mà Nguyệt phải tìm đến đây? Em đến thăm anh không được à? Ý là tôi không phải vậy. Nhưng mà làm đi vắng không có nhà, Nguyệt đến đây như thế này dễ gây hiểu lầm lắm. Anh Hưng trông có vẻ sợ vợ phải không? Sợ thì chẳng ai sợ ai. Nhưng mà vợ chồng thì phải biết chịu ý nhau để mà sống. Vậy thôi em về nha. Dù sao thì Nguyệt cũng đến đây rồi. Có chuyện gì thì Nguyệt cứ nói đi. Anh sống có hạnh phúc không? Tất nhiên. Mà sao Nguyệt lại hỏi vậy? Em không thích trả lời bằng những câu hỏi như vậy đâu. Thôi, Nguyệt nên đi. Có lẽ ở lại đây khiến anh Hưng khó chịu. Chào anh. Chào. Vậy là kết quả vượt ra ngoài mong đợi của chị hai rồi đó nha. Chiều nay chị còn muốn đi đâu nữa không? Em dẫn đi. Cảm ơn em. Chị muốn nghỉ ngơi một chút, mai chị còn về nữa. Chị điện cho anh chưa? Chị gọi điện rồi. Chị dở quá à? Dở cái gì? Đáng ra chị không nên gọi điện cho anh bất ngờ. Sao em không nói trước? Em đâu ngờ chị điện cho anh gấp vậy. Tại chị cũng nôn nóng về với chồng chứ gì. Thì vợ chồng ai mà chẳng vậy hả em? Hay là để em gọi điện nói lại cho anh. Thôi em, giờ này chắc là anh ngủ say rồi, gọi làm gì nữa. Thì thôi vậy. Dạ con chào cô. Con Tú nó qua con rủ con đi học mà. Ủa, con đâu có thấy nó hẹn hò gì đâu cô. Không phải hai đứa hẹn nhau đi học rồi đi coi hài kịch sao? Dạ, đâu có. Con tính rủ nó đi qua chia tay với Phong. Vì ngày mai Phong đi du học rồi cô à. Vậy nó đi đâu? Dạ, để con gọi điện hỏi nó. Dạ, Tú khóa máy rồi cô à. Sao vậy? Ủa, Tú không tới cùng Nhi sao? Không, nó không có nhà. Gọi điện cũng không nghe máy nữa. Thôi kệ Tú đi. Các bạn tới đông đủ với Phong là được rồi. À, Nhi uống gì vậy? À, cho Nhi một trái dừa. Em ơi, một trái dừa nha. Lam. Anh nhớ em quá. Em cũng vậy. Mà kệ con, má ra ngoài đi. Con cứ như vậy làm sao má yên lòng được. Tốt nhất là má để cho con chết đi cho rồi đi. Con muốn sống nữa. Con tưởng má sinh ra con, nuôi con lớn khôn như vậy dễ dàng lắm sao mà con nói như vậy hả? Vậy má coi cuộc đời này có gì đáng sống không? Thôi được rồi. Nếu vậy bây giờ hai má con mình cùng nắm tay nhau nhảy xuống sông. Đi. Dậy. Dậy. Nhanh lên. Dậy đi. Dậy. Tại sao má không ôm con? nhảy xuống sông lúc con còn đỏ hởn á. Bây giờ con muốn má chết con mới vừa lòng hả Tú? À, về đến phòng thật là thoải mái quá đi. Nhớ em lắm hả? Anh. Gì vậy em? Sao ở nhà ngủ dậy anh không xếp mền gối gì hết vậy? Bừa bộn quá đi. Xếp làm gì cho mắc công, để về tối ngủ luôn cho nó khỏe, khỏi mở ra. Bừa bộn vậy mà anh coi được à? Thôi phụ em đi. Được rồi. Anh Hưng à. Gì em? Bông tai này ở đâu ra đây? Bông tai gì? Thì đây nè. Anh nhìn thấy không? Thế này là thế nào hả? Anh giải thích cho em ngay đi. Thì em lạ chưa? Làm sao anh biết được? Bằng chứng rành rành như vậy mà anh còn muốn chối nữa hả? Nói cho em biết ai đã ngủ ở phòng này. Em nói gì lạ vậy Lâm? Lạ? Vậy chiếc bông tai này ở đâu ra? Anh nói đi. Không lẽ nó từ trên trời rơi xuống à? Anh hết đường chối cãi rồi chứ gì. Chồng ơi là chồng. Kìa Lâm, em nghe nói đã. Lâm, Lâm. Giờ này á, chắc con Lam nó về rồi. Ông chở tôi qua nhà tụi nó, coi tình hình của Như Thủy bên đó như thế nào. Thì con mới về để cho nó nghỉ ngơi xa hơi chứ. Nhưng tôi nóng ruột quá, không chịu nổi. Sao con Như Thủy nó gọi về ngày một đó. Bà ông hỏi đi, nóng ruột làm gì? Ông mới lạ. Con Như Thủy nó gọi điện thoại về á, lúc nào nó cũng muốn nói cho vợ chồng mình vui. Tôi muốn hỏi con Lam á, trực tiếp mắt thấy tai nghe, như vậy á, có đáng tin cậy không? Thôi ăn mau đi rồi đi. Ừ. Anh đừng có động vào người tôi. Anh nói cho tôi biết đi, chiếc bông tai này là của ai? Vì sao lại rơi trên giường của tôi? Được rồi, anh nói thì em phải tin anh đó nghe. Anh nói cứ nói, tôi tin hay không tùy thuộc vào tôi. Chiếc bông tai ấy á, là có thể của cô bạn anh nghĩ lại đánh rơi. Cô ta tên gì, làm gì và ở đâu? Tại sao cô ta lại ngủ trên chiếc giường của tôi? Cô ta là bạn học của anh thời sinh viên, nhà tận miền Trung lận. Vô đây công tác ít ngày, hôm bữa ghé thăm. Không may trời mưa khuya quá không dám về, nên anh đã bảo cô ta nghỉ lại trên giường của mình. Còn anh thì ngủ trên cái salon này nè. Chuyện có vậy thôi em à. Anh nói chuyện như là anh nói cho trẻ con nghe vậy. Tại sao anh không gọi taxi cho cô ta về? Tại anh nghĩ đơn giản, mình vô tư trong sáng có gì đâu mà sợ. Được, cứ cho là như vậy đi. Vậy cô ta tên gì, làm gì và ở đâu, số điện thoại thế nào? Anh cho tôi biết đi, để tôi tự tìm hiểu lấy. Em có cần làm như vậy không? Sao không cần? Tôi không dễ bị lừa gạt như anh nghĩ đâu. Anh nói đi, cô ta là ai, làm gì và ở đâu? Sao? Anh không trả lời được hả? Nó khó quá đúng không? Bộ mặt thật của anh đã bộc lộ ra rồi đó. Dù gì thì cũng không thể nói được Lam à. Nhưng xin em hãy tin anh. Anh không làm gì có lỗi với em đâu. Anh thề đó. Anh đừng có thề nữa. Tôi không cần anh thề thốt. Vấn đề là cô ta là gì, là gì của anh, mà sao anh phải che chở cho cô ta như là báu vật vậy? Là gì hả anh? Cô ta chẳng là gì cả. Nhưng ở đời có những thứ còn đáng giữ gìn hơn báu vật nữa em à. Anh dám thừa nhận với tôi như vậy sao? Được rồi, vậy thì anh cứ ở đó với báu vật của anh đi. Kìa Lam, Lam à, anh xin em mà Lam. Lam. Lam à, Lam, hãy nghe nói đã Lam. Nè, chuyện gì vậy? Ba má. Dạ, con chào ba má. Hai đứa mới đi xa về, mà tại sao vậy? Thôi vô nhà có gì nói chuyện cho ba má nghe coi. Dạ. Ba má cứ vào nhà đi. Anh Hưng có chuyện sẽ nói cho ba má nghe. Con không còn gì để nói nữa. Lam. Lam à. Lam. 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 Nếu là bạn bè, trong lúc lỡ đường ngủ lại, vậy tại sao con không nói tên cô ta cho vợ con biết? Cứ để cho nó thắc mắc, nghi ngờ làm cái gì? Chắc nó sợ con Lam làm mất mặt nó chứ gì. Mà có mất mặt đi nữa, với vợ và bạn, con phải cân nhắc coi ai hơn ai chứ. Nhưng chuyện này con không thể nói ra. Bà má đừng làm khổ con thêm có được không? Chuyện gì mà quan trọng hơn cả hạnh phúc của gia đình vậy? Thì con cứ giận đại một tiếng, để cho ba má còn biết đường mà lo. Khổ quá, ba má mà còn không tin con nữa sao? Thì con cứ chứng minh là con vô tội đi. Sao? Không chứng minh được chứ gì. Thôi kệ nó, về ba. Con lo mà giải quyết cho em Thắm đi. Tan nhà nát cửa như chơi, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Về không? Ừ. Ủa, sao vác vali về vậy con? Nè, bộ có chuyện gì nữa hả? Lần này á, con không có chịu nhường nữa. Má biết không, con đã hỏi và anh ta cũng đã thú nhận là có con nhỏ đến ngủ nhờ rồi, nhưng lại nhất quyết không nói tên người đó là ai, cũng không chịu nói cho con biết nó làm gì, ở đâu. Má thấy như vậy có tức không? Con nghĩ là chắc là anh ấy sợ chị làm phiền người ta, cho nên anh ấy không nói chứ gì, đúng không? Làm phiền gì? Ừ. Rồi con đùng đùng con xách vali về đây vậy đó hả? Vợ chồng chuyện đâu còn có đó, phải bình tĩnh thì mới giải quyết được chứ. Nhưng mà nhất định ảnh không nói tên của người đó ra. Còn hỏi má, bây giờ còn hy vọng gì nữa mà má bảo con phải bình tĩnh. Lần này á, không thể tha thứ cho anh ta được. Thì chuyện bây giờ cứ cho là cái chuyện nó đi ngủ nhờ đi. Nhưng mà đâu phải vì cái chuyện đó mà con nghi ngờ chồng con. Không lẽ con nghĩ là nó phản bội con? Trời ơi, sao má lại tin người như vậy chứ? Tại sao? Con hỏi ảnh cô ta ở đâu, làm gì, anh ta không nói. Bây giờ con phải đi xác minh cô ta ở đâu, làm gì. Như vậy con mới tin anh Hưng. Thôi, theo ý má, cái gì bỏ qua được thì con bỏ qua đi. Cứ làm lớn chuyện lên nó rồi tan nát bây giờ. Con không cần. Nếu mà chồng con không chịu nói ra tên con nhỏ đó là ai, ở đâu, con sẽ làm đơn ly dị ảnh. Con thấy như vậy là đúng rồi đó. Chị phải làm căng lên mới được. Chứ nếu không hả, đàn ông mà mình dễ dãi như vậy là không có được đâu. Thôi đi. Con có biết là tìm một người chồng đàng hoàng là rất khó khăn không? Cứ hở một chút là con cứ đốc đốc vô để cho phá tan gia đình người ta làm sao? Con đâu có dám tính như vậy đâu. Con hỏi má, nếu mà anh Hưng đàng hoàng thì làm sao con nói được? Chứ con thấy á, tha thứ như má rồi được cái gì đâu. Ân hận cả đời. Con tôi cam đoan với ông, tôi chắc chắn với ông luôn á. Cái con mà thằng Hưng không dám nói ra là con Nguyệt, chứ không có ai hết á. Sao bà dám chắc như vậy? Thì lúc trước á, con Nguyệt nó có ghé đây, tôi có nói con Lam nó qua Pháp để tìm nguồn hàng. Biết con Lam không có ở nhà, nó mò ở nhà thằng Hưng có chết không? Ông thấy không, con gái bây giờ ghê gớm hả ông? Cái đó là bà suy diễn ra, chứ biết đâu không phải vậy thì sao? không phải nó. Ai vô đây? Mà thằng Hưng á, không hư cũng phải hư đó ông. Mở dân miệng mèo mà. Chị Lam có tức tối thì tức, chứ anh sao lại tức người ta? Em nghĩ chẳng ai nỡ đi căm tức người yêu thương mình hết, phải không anh? Trời ơi, làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ đây? Tú ơi. Dạ. Kêu chị Lam dậy đi con. Dậy ăn miếng cháo cho tỉnh táo rồi chuyện gì tính sau đi. Má nói chị dậy xuống ăn cháo kìa. Rồi chuyện gì thì từ từ tính. Thôi chị không ăn nổi đâu. Chị mới lạ đó. Mình phải ăn đi có sức mới đối diện với sự thật phũ phàng được chứ. Đó cũng là bài học đắt giá mà em trải qua rồi. Em thì có gì đâu mà phũ phàng. À, đó là chuyện của riêng em. Chị không nên tìm hiểu để làm gì. Tú à, hai chị em mình là hai chị em ruột, nhưng chị thấy em đối xử với chị như người dân nước lã vậy. Thôi, chị xuống đi, má chờ dưới á. Tú, nghe nói nè. Sao anh Hưng tới mà má thấy con không chào hỏi gì hết vậy? Má cũng biết rồi đó. Con là người chúa ghét sự phản bội mà. Con thiệt à. Hưng tới hả con? Má, cho con sang đây giải thích với má. Ừ, có gì vô nhà đi rồi hả nói. Tú, Lam, hai đứa xuống đây. Ăn xong á, ông đưa Tú qua nhà con Lam nói chuyện coi sao. Nói gì mà nói. Bà cũng không nên can thiệp sâu vào chuyện tụi nó. Kệ nó. Nói như ông, làm cha làm mẹ, không lẽ cứ đứng nhìn vợ chồng nó gây lộn với nhau rồi chia tay nhau sao? Đến chừng đó hãy tính. Đến chừng đó còn gì để nói nữa. Ủa, chứ không lẽ vợ chồng mà dễ chia tay nhau đến vậy à? Thời này chứ không phải thời xưa đâu mà ông nghĩ vậy. Lúc mà tụi nó muốn lấy nhau hả, cha mày có cấm cũng không có được đâu. Rồi bây giờ bỏ nhau, mình có cản cũng đâu có được đâu ông. Bà cũng nói vậy thì qua đó làm gì? Thì mình cũng phải qua đó phát biểu ý kiến cho đã nư. Phải cho tụi nó biết mình quan tâm tới tụi nó chứ sao. Không lẽ để mẹ con nó vậy hoài sao được. Thôi ăn đi rồi chờ Hưng về coi sao nữa chứ. Chứ tôi nghe bà nói riết tay riết não, chắc tôi chết sớm quá. Ông khỏi lo. Ông mà chết hả, tôi uống thuốc chuột chết theo ông cho có đôi. Vừa lòng không? Cái miệng ăn mắm ăn muối nói bậy bạ hoài à. Ăn đi. Hưng nó nói vậy đó rồi con nghĩ sao? Tất nhiên là con không thể tin anh ấy rồi. Má thấy đó, ảnh có ăn năn hối lỗi, có thiện chí gì đâu. Trước sau gì á cũng chỉ một giọng điệu như vậy thôi. Không ăn năn, không thiện chí, nó qua đây nói chuyện với má làm gì? Con cũng vừa phải thôi. Vậy má bảo anh nói tên con nhỏ đó ra đi. Khổ quá. Nhưng mà anh đâu có làm gì có lỗi với em đâu. Là vợ chồng sao em không chịu tin anh? Niềm tin thì cũng phải có cơ sở. Đâu phải nói tin là tin ngay được. Thôi anh đi về đi. Từ bây giờ anh đừng tới đây làm phiền tôi nữa. Khi nào tòa án gọi tôi sẽ gặp anh ngoài đó. Kìa em. Con về suy nghĩ kỹ, chứ căng thẳng về hoài không thuyết phục được nó đâu. Dạ thôi, thưa má con về. Chị, chị có nghi ai không? Có, Nguyệt. Vậy có phải Nguyệt là mối tình đầu của anh Hưng hả? Đúng vậy. Vậy em thấy là chị... Sao chị không đến gặp thẳng bả luôn đi? Hỏi cho ra lẽ chứ nằm ủ rũ hoài có giải quyết được vấn đề gì đâu. Sao chị lại không nghĩ ra ta? Hay là em chở chị đi nha. Nhưng mà em đâu biết nhà bả đâu đâu. Chị biết, vì có lần Như Thủy đã nói địa chỉ của cô ta cho chị biết. Vậy còn chở gì nữa, đi. Má. Ủa, hai đứa đi đâu đó? Tụi con đi công chuyện một chút. Dạ. Chào chị. Dạ. Hai cô cần gì? Chị cho em gặp Nguyệt được không ạ? Cô Nguyệt đi Pháp rồi mà cô. Đi lâu chưa ạ? Mới đi sáng nay. Mà đi làm chi vậy chị? Nói hai cô bỏ qua. Tại mọi người ở nhà ép cô Nguyệt lấy người mà cô Nguyệt không có ưng, nên cô Nguyệt buồn bỏ đi Pháp rồi. Dạ. Em cảm ơn chị ạ. Dạ. Chào chị. Hai cô. Em thấy không? Đúng là Nguyệt chứ không phải là ai khác. Sao chị khẳng định như đóng cột vậy? Thì tình cũ không rủ cũng tới mà. Cũng chính miệng anh Hưng nói là hình như Nguyệt đang buồn chuyện gia đình, cần được chia sẻ. Ủa, mà vậy là chị nhất định làm đơn ly dị thiệt hả? Không thật thì giả sao? Thôi đi. Mà em thấy chị còn thương ảnh, với lại anh Hưng cũng yêu chị lắm mà. Hết rồi, hết thật rồi. Con nhờ ba má qua nói với vợ con một tiếng, chứ làm căng lắm, còn đòi làm đơn ly dị với con nữa. Có trời mà xuống đây nói á. Nếu là má hả, má cũng làm y như con Lam vậy. Thì con cứ khai tên con nhỏ đó ra là xong chứ gì. Trời ơi, bà nghĩ đơn giản quá. Vậy là có thật rồi, còn kêu trời gì nữa con. Khổ quá, bà biết cái gì mà nói. Thôi, con làm con chịu đi. Chị gọi điện thoại qua Paris hỏi Như Thủy rồi. Theo Như Thủy nói thì Nguyệt nó biết lúc đó chị vắng nhà. Trước khi sang Pháp, nó có đến chào ba má chồng chị và gặp anh Hưng. Em thấy không, chị Nghi đâu có sai đâu. Vậy là chị nói hết mọi chuyện cho chị Như Thủy nghe luôn rồi hả? Ừ, có gì đâu mà phải sợ. Rồi chị Như Thủy nói sao? Như Thủy nói là sẽ gặp trực tiếp con Nguyệt ở bên đó, rồi dò hỏi xem sao. Nếu mà đúng như vậy thì Như Thủy sẽ có cách đối phó. Cách gì? Chị cũng không biết. Nhưng mà cái thứ vụng trộm như vậy, đời nào mà nó chịu nhận. Ủa, hồi trước em thấy chị có đeo đôi bông tai màu hồng ngọc đẹp lắm mà. Sao bây giờ không thấy? Chị cũng thích đôi bông tai đó. Nhưng có lần tắm biển ở Vũng Tàu, chị đã làm mất đi một chiếc rồi. Chị cũng đi tìm mua lại, nhưng mà không có tìm được. Vậy thì tiếc thiệt. Trời ơi, tiếc gì cưng. Nhưng mà bù lại, chị được một bữa tắm biển thiệt là thỏa thích. Dạ, em nghe. Em đang ngồi với chị Nguyệt nè. Anh có rảnh thì qua đây. Quán mà tụi mình hay ngồi đó. Dạ, dạ được. Lát nữa bạn trai của em sẽ ra mắt chị đó. Ủa, gì hả? Cho em tò mò chuyện chút nha. Chị có bạn trai chưa? Thiệt sự là chị đã yêu một người, và bây giờ chị không thể yêu người khác được nữa. Vậy là chị cực đoan quá rồi đó nha. Chị cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà đó là chuyện của trái tim mà em. Con đã nói hết lời như vậy mà ba má không chịu tin con sao? Chẳng lẽ ba má muốn nhìn vợ chồng con chia tay sao? Làm không tin con đã đành. Chẳng lẽ ba má sinh con ra mà cũng không tin con sao? Alo, chị Xui hả? Con cái nó làm phiền vợ chồng tôi với chị quá. Chị Xui, chị đừng nói như vậy. Có xin lỗi á, là vợ chồng tôi xin lỗi chị. Dạ rồi, tôi hiểu mà. Gặp tôi á, và chị á, thì cũng giống như con Lam thôi. Dạ rồi, gặp sau nói chuyện nha chị. Dạ, chào chị. Chị Xui á, mới gọi điện thoại qua xin lỗi vì không khuyên được con Lam về với chồng nó, và xin phép vợ chồng mình á cho con Lam ở nhà bển thêm vài bữa, rồi từ từ á chị khuyên con Lam. Không ai khuyên con Lam ra ngoài con hết trơn á, liễu hồn đó. Theo Như Thủy điều tra, đúng là Nguyệt mất một cái bông tai, nhưng nó nói là mất ở Vũng Tàu. Em có tin được không? Không lẽ có sự trùng hợp như vậy sao? Thì đó, làm sao mà có chuyện trùng hợp như vậy được. Hai thế thật là kỳ lạ. Chuyện này chị không thể tha thứ cho anh ta đâu. Chị nghĩ vậy, nhưng mà làm gì có cơ sở chắc chắn đâu. Rồi, chị sẽ tìm ra cái cơ sở đó. Em cứ chờ xem. Alo, Như Thủy hả? À, chị đây. Em cho chị số điện thoại của Nguyệt được không? Thì chị nói chuyện điện thoại với Nguyệt đó mà. Em không có hay là không muốn cho chị biết? Em mới mất điện thoại à? Chị biết rồi. Em cố gắng xin lại số điện thoại của cô ta cho chị biết nha. Chị đợi. Em cứ yên tâm đi. Chị với cô ta cách nhau nửa vòng trái đất mà. Chị làm gì được cô ta. Được rồi, chị biết rồi. Em đừng có lo. Chào em nha. Lam ơi, Lam. Lam, em mới về hả? Anh à, em chỉ về để lấy quần áo của em thôi. Em à, chúng ta không thể sống thiếu nhau được đâu em. Chứ anh nghĩ rằng em có thể sống trong căn nhà này và nằm trên chiếc giường mà anh đã ngủ với cô ta sao? Làm à, không có chuyện đó đâu em. Chiếc giường, căn nhà này và anh đều hoàn toàn trong sạch mà em. Em hãy tin anh đi em. Làm à. Tin anh. Em đã tin anh. Và em đã ra nông nổi như thế này đây. Nhưng anh hoàn toàn vô tội với em mà Lam. Nếu mà em không muốn ở trong căn hộ này nữa, mình bán đi, mua căn hộ khác nha em. Bán căn hộ này đi, mua căn hộ khác. Em có thể bán trái tim của anh, mua một trái tim khác thế vào được không? Anh xin em mà Lam. Lam à, anh xin em hãy hiểu cho anh. Anh thề là anh không làm gì có lỗi với em hết. Em hãy tin anh đi Lam. Thôi anh khỏi nói đi. Em đã biết người đó là ai rồi. Và vì vậy tôi càng ghê sợ và kinh tởm anh. Lam à, em hiểu cho anh Lam à. Lam... Anh buông tôi ra đi. Buông Lam, ra đi. Anh xin nè, em mà Lam. Buông ra đi. Anh bỏ tôi ra. Anh muốn em ra đi. Bỏ tôi ra. Anh đi mà xin người yêu quý của anh đi. Từ bây giờ tôi và anh không còn gì để nói với nhau nữa. Có người nào đâu Lam. Không còn gì để nói nữa. Kìa Lam. Chuyện tôi nói tới như vậy rồi, bây giờ tính sao đây ông? Có mà trời tính á. Mà cái con Nguyệt đó thiệt là kỳ cục. Yêu người ta không được thì phá. Tôi muốn điện thoại kêu nó ra, tôi chửi cho nó một trận đó ông. Bà lấy cớ gì mà để chửi bới người ta? Bà cứ cho là có chuyện vậy đi. Nếu như thằng con bà nó không thương người ta thì làm gì có chuyện xảy ra. Trời ơi, mở mà dân miệng mèo. Mèo không ăn mới là chuyện lạ đó không. Tôi rành lắm. Tôi rành đàn ông mấy ông lắm. Bà đừng có quơ đũa cả nắm ngang. Thì đó, ông tự kiểm điểm lại ông coi có không. Cái bà này kỳ lạ chưa. Sao? Cứng miệng không nói được phải không? Mà trăm sự cũng tại cô Như Thủy mà ra hết trơn á. Thằng anh nó không chịu thì thôi, còn em bài đặt dẫn bạn bè chi cái thứ đó. Bạn bè làm cái gì cho ra cái chuyện này không biết nữa. Còn nhất thiết phải làm vậy đó hả? Con không thể tha thứ được cho anh ta má à. Thằng không có chồng, chứ con không thể chấp nhận một người chồng phản bội. Thôi, chuyện ly dị để tính sau đi. Bây giờ trước mắt á, má thấy là hai đứa nên xa nhau một thời gian để mà tính tâm suy nghĩ kỹ lại đi. Khi nào cảm thấy chín chắn rồi á thì hãy quyết định. Nhưng mà nếu muốn như vậy á thì con phải qua bên nhà thưa với ba má chồng con một tiếng, không thôi họ trách. Rồi về ở với má với em được rồi nha. Má. Dạ, thưa má con mới về. Ngồi xuống đây với má nè con. Sao? Hai đứa làm sao rồi? Nói cho má nghe coi. Má ơi, anh Hưng vẫn bảo vệ con kia tới cùng. Cho nên con xin ba má cho phép con về bên má con một thời gian. Con nghĩ là xa nhau một thời gian, anh Hưng sẽ suy nghĩ lại và con cũng sẽ được bình tâm hơn. Là vợ chồng với nhau, xa nhau không nên đâu con. Con cứ nói cho đã tức đi. Có gì nói cho má nghe coi. Rồi vợ vẫn là vợ, chồng vẫn là chồng, vậy thì mới mong hàng gắn với nhau được chứ. Má, con xin lỗi má. Con chỉ muốn hàng gắn trong tình yêu, chứ không phải hàng gắn trong sự lừa dối và cam chịu được đâu má. Nhưng sao má thấy thằng Hưng nó tội sao con à? Sao? Tha thứ cho nó một lần đi, rồi từ từ nó tỉnh ra thôi con à. Má, con không thể sống như vậy được đâu má. Có gì má nói lại với bà giùm con. Con xin phép má con về. Cái con nhìn như vậy mà sắt đá quá trời luôn. Phong vẫn thường gọi điện cho mày hả? Ừ, thì lần nào nói chuyện với nhau Phong cũng hỏi thăm mày. Tao đã bảo Phong gọi thẳng cho mày, nhưng mà Phong không dám. Sao lại không dám? Ừ, thì nói vậy chứ ai biết. Hay mày gọi cho nó trước đi. Tao đưa số điện thoại Phong cho mày. Ừ, thôi khỏi. Được rồi đó, mày lưu lại đi. À, mày biết gì chưa? Biết gì? Con An nó có bồ rồi đó. học trong trường với nó, mà trên hai lớp tụi nó thích nhau dữ lắm. Thiệt hả? Ừ thiệt, tao nói dốc mày làm gì. Còn mày á, mày cũng lo mà ôn thi đại học lại đi, bỏ ngang xương vậy uổng lắm. Tao học không có vô nữa đâu. Trời, mày đừng nghĩ vậy. Có đôi khi tao nói mày nghe nè, mất ý chí là mất tất cả đó. Anh đừng đến đây làm phiền nơi làm việc của tôi. Anh biết anh đến đây là để đưa thuốc đau bao tử cho em thôi. Em để quên ở nhà. Ba, má. Con về trễ vậy, ngồi xuống đây ăn cơm với ba má luôn. Vợ chồng con bây giờ hay quá ha. Vợ đi đường vợ, chồng đi đường chồng. Con tính để vậy luôn hả Hưng? Thì con biết phải làm gì bây giờ hả ba? Tại con không muốn, chứ không phải không có đường cho con đi, đúng không? Mấy hôm nay con nghĩ sao rồi? Càng nghĩ con càng không hiểu anh Hưng đang nghĩ cái gì. Đến giờ phút này mà anh vẫn không chịu thú nhận tất cả. Con nghĩ anh Hưng không phải là người như vậy. Anh ấy cần con, cần hạnh phúc gia đình, hay là cần cô ta hơn con hả má? Nhưng nếu như nó tình nhây lý giang thì sao? Chưa có gì chắc chắn mà. Ở đời không nên cố chấp quá con à. Con chào má. Ừ, nó ở trên lầu đó. Con ngồi đợi nó một chút nha. Ừ, dạ. Đi đi con. Lam, em à. Mở cửa cho anh đi Lam. Anh cần nói chuyện với em. Tôi không còn gì để nói chuyện với anh nữa. Hãy để cho tôi yên. Anh đang nỉ em mà Lam. Được rồi. Anh muốn chứ gì, trừ khi anh chịu thú nhận và nói ra con nhỏ đó là ai. Vậy là anh không thể nói tên con nhỏ đó là gì chứ gì. Lam à. Anh đi về đi. Kìa Tú, em nói với chị Lam giúp anh một tiếng đi. Anh muốn em nói gì? Có trời nói tôi cũng không nghe. Anh đi về đi, về ngay đi. Nếu không tôi nhảy lầu tự tử cho mà coi. Thôi được rồi, thôi được rồi. Để anh về, anh về. Em đừng làm gì bạn nghe Lam. Anh về, anh về đây. Anh về đây. Con định hành hạ nó đến khi nào đây? Sao má nói gì lạ vậy? Ai hành hạ ai đâu. Má không nhìn chị hai con kìa. Nhìn không ra hồn người gì hết. Để con ra mở cửa. Anh. Em cho anh nhờ một chút. Dạ. Em đem vào cho chị Lam giùm anh. Nói chị Lam phải uống sữa đều đặn, chứ dạo này anh thấy chị Lam em gầy và xanh lắm. Em cũng thấy anh dạo này gầy hơn nhiều á. Anh cũng phải tự lo cho anh chứ. Anh đã có má anh lo rồi, em không phải lo cho anh nữa. Ai thèm lo cho anh. Ủa mà anh không vô hả? Thôi, để cho chị em được yên, anh về đây. Anh đi nghe. Dạ anh đi. Sữa của anh Hưng gửi cho chị nè. Em nhận của anh ta làm gì? Bộ chị không có tiền mua sữa hay sao? Lần sau á, chị cấm em nhận. Chị không uống thì em uống. Làm gì mà dữ vậy? Phí của trời người đời không có. Thôi chết rồi ông ơi. Hai đứa nó giận nhau cả tháng trời nay rồi. Nhà đứa nào thì đứa đó ở. Giờ làm sao đây? Kiểu này hả? Tụi nó bỏ nhau hả ông? Thằng Hưng nó về tới kìa. Tụi nói chuyện với nó mới được. Sao? Hai đứa tụi con muốn bỏ nhau thiệt sao? Bà má nói cho con biết, bà má chỉ cưới vợ cho con có một lần thôi. Ở được với nhau thì ở, không ở được với nhau thì thôi. Chứ không bao giờ ba má đi cưới vợ lần thứ hai cho con nữa đâu. Nghe rõ chưa? Cái thằng này nói là bỏ đi à? Út à, em không ôn thi đại học nữa thì em đi học Anh văn rồi về làm với chị. Chị sẽ giao cho em phụ trách công mua bán với khách hàng nước ngoài. Chịu không? Ừ, học thì học. Vậy em đi tìm chỗ học đi, chị cho tiền. Ừ. Alo. Là Phong đây. Ủa, Phong hả? Sao, Tú có khỏe không? Bình thường. Còn Phong ở bển thì sao? Cũng bình thường, nhưng mà có điều mập ra. Với lại nhớ quê nhà và nhớ bạn kia gớm thôi. Thì đi xa ai mà chẳng vậy. Ủa, Phong nè. Phong có biết ba của Phong là bạn của ba má Tú không? Ủa, vậy hả? Vậy thì hay quá. Mà sao Tú biết? Tú nghe nói vậy thôi. Nhưng mà nếu mà không tin thì Phong thử hỏi ba thử coi, phải không? Tú nói thì Phong tin rồi. Hèn chi có một lần Tú hỏi ba Phong tin gì, vậy mà Phong không có nghĩ ra. Ừ, thì tại vì Tú muốn xác định cho rõ thôi mà. Tại Tú ngạc nhiên quá có đúng không? Mà Tú nè, nhiều lần Phong muốn gọi điện về cho Tú, nhưng mà... Thôi, Tú nghe Nhi nói rồi. Thôi nha, tạm biệt Phong nha. Tại vì Tú đang bận á. Vậy thôi để khi khác Phong gọi điện lại cho Tú nha. Vậy cũng được. Tùy, vậy nha. Út à, ai mà em bảo là bạn của ba má mình vậy? Chị không biết được đâu. Chị ơi, chị cho em đăng ký học lớp đàm thoại thương mại nha. Em có bằng A hay bằng B chưa? Em có bằng B rồi chị ạ. Trung tâm có giáo viên bản ngữ và giáo viên Việt kiều Mỹ mới về nước. Vậy em thích học người nào chị sẽ bố trí ngay. Vậy chị cho em học lớp của cái cô gì mà Việt kiều á, để có gì em còn tiện trao đổi nữa. Ok. Dạ. Alo, Tú nghe nè. Phong đã nói chuyện với ba Phong rồi. Nhưng mà ba Phong và má Tú không chỉ đơn thuần là bạn thân thiết đâu. Phong nói vậy là sao? Ngày xưa họ cũng đã yêu nhau. Chuyện đó Tú cũng đã biết rồi. Nhưng mà có chuyện này nhất định Tú chưa có biết. Có chuyện gì thì Phong mau nói luôn đi. Ba Phong ủng hộ tình cảm của hai đứa mình. Trời ơi, Tú với Phong đã có gì đâu mà Phong nói với ba Phong chi vậy? Thì chưa có gì thì mình sẽ có. Bây giờ Phong không dễ đầu hàng như lúc trước nữa đâu. Phong thôi đi. Nói vậy ông ấy không phải là người mình cần tìm sao? Nhưng nếu không phải ông ấy thì là ai chứ? Dù sao mình cũng không thể bỏ qua chuyện này được. Mình phải tương kế tự kế mới được. Của em là học phí bao nhiêu? Nhưng thực tình là con không có ai đâu má. Con chỉ yêu một mình Lam, và cũng chỉ có một mình Lam mà thôi. Vợ chồng thì phải tin nhau chứ má. Còn Lam thì nó nghi ngờ con không thành thật với nó. Cũng không phải là không có lý do. Dạ con biết. Nhưng mà hai đứa bay không ai nhường ai hết thì má biết làm sao. Con chào má. Ừ. Lam, Lam. Ủa, anh Hưng. Em. Anh đi về hả? Ừ. Alo. Em đây. Sao, chuyện của anh chị sao rồi? Chưa sao cả. Anh ích kỷ lắm. Anh nói anh chỉ yêu một mình chị Lam thôi. Vậy còn chiếc bông tai rơi ở nhà anh thì sao? Của ai? Đâu là sự thật. Anh lo mà tỉnh táo, giữ lấy hạnh phúc của mình chứ. Em thấy không ai yêu anh bằng chị Lam đâu. Thôi em cúp máy đây. Ai nhắn gì cho chị giờ? Như Thủy nhắn cho chị số điện thoại của con Nguyệt đó. Vậy chị thử gọi coi có bắt máy không? Nhất định chị phải gọi. Không gọi, không chịu được. Chị gọi đi. Alo, Nguyệt nghe đây. Ai gọi vậy? Tôi là vợ của anh Hưng đây. Chị cần nhận lại chiếc bông tai mà chị đã đánh rơi ở nhà tôi không? Chị nói cái gì vậy? Bông tai nào mà tôi đánh rơi ở nhà chị chứ? Thôi đi, chị đừng có giả vờ nữa. Nếu cần, tôi sẽ cho người gửi qua nhà chị cho. À, thì ra tôi hiểu rồi. Cảm ơn lòng tốt của chị. Nhưng tôi tặng chị để làm kỷ niệm đó. Đồ trơ trẽn mà. Có vậy chứ, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Em nói với chị rồi, hơi đâu mà tức tối mới hạng người đơn chia cho mệt chị. May mà nó ở bên bển, chứ ở đây chị xé xác nó ra rồi. Em cái gì mà em? Anh nói không phải con Nguyệt. Tại sao nó thừa nhận chiếc bông tai đó là của nó? Nó còn nói là tặng cho tôi để làm kỷ niệm. Nguyệt nói như vậy à? Không lẽ tôi bịa ra chuyện để vu oan cho anh à? Anh không tin á, anh gọi điện thoại cho cô ta đi. Nhưng anh không có số điện thoại. Anh à, anh đừng có đóng kịch với em nữa. Anh gọi đi. Anh không có thật mà. Em đưa số điện thoại đây. Anh đóng kịch cũng giỏi lắm. Nhưng mà em có số điện thoại của con Nguyệt đây nè. Nè, số điện thoại của nó đó. Alo, em nghe đây. Nè, cô còn là người có lòng tự trọng không? Chiếc bông tai nào là của cô mà nằm trên giường vợ chồng tôi? À, vì chuyện đó mà nỡ nặng lời với tôi như vậy à? Vậy thì chiếc bông tai trên giường anh ở đâu ra? Nếu nó không phải là của tôi, thôi tôi cúp máy đây. Dạ anh nên nhớ nói với bà xã của anh đừng có làm phiền tôi nữa. Nè, cô Nguyệt. Đồ Nguyệt cái. Sao? Mọi chuyện đã quá minh bạch rồi anh à. Anh đừng có giả bộ chửi mắng cô ta nữa. Chúng ta ly dị nhau là hợp tình hợp lý rồi anh à. Kìa em, Lam à, Lam, nghe nó đã Lam. Chị nói với tôi á, chị mất bông tai ở biển Vũng Tàu. Sao bây giờ lại nhận nằm ở trên giường anh chị tôi? Chị có ý gì đây? Trời ơi, chị có ý gì đâu. Mà sao em làm khó chị dữ vậy? Chẳng lẽ tôi ngủ với anh cô mà tôi đi vạch áo cho người ta xem lưng à? Chị nói như vậy là sao? Thì tôi đã nói rồi đó. Tôi đã làm mất một chiếc bông tai ở biển Vũng Tàu. Đó là sự thật. Vậy làm sao? Chuyện nhỏ thôi mà, bỏ đi, có gì lớn lao đâu. Kể ra mình đánh mất chiếc bông tai không còn đáng tiếc nữa. Alo. Là em, Như Thủy đây. Nè, chị có thể thả chiếc bông mà chị lượm được trên giường của anh hai cho em nghe được không? Đó là một chiếc bông tai có 2 hạt trân châu và 18k. Vậy thì không phải của chị Nguyệt đâu chị ơi. Cái chiếc bông mà chị Nguyệt bị mất á là bông bằng vàng trắng, có gắn đá hồng ngọc loại xịn kìa. Có đúng là như vậy không em? Hoàn toàn đúng, em thề với chị đó. Chị nghĩ coi, dân chơi sành điệu như chị Nguyệt mà lại đeo cái bông tai toàn te nhà quê vậy hả? Em không tin, nhưng mà chị tin, vì chính miệng cô ta cũng đã thừa nhận như vậy mà. Cũng tại chị gọi điện chửi. Chị ta tức nên nhận đại để chọc chị đó. Chị suy nghĩ lại đi. À, khi khác em gọi lại nha. Có đúng vậy không? Đúng như Như Thủy nói không? Hay là cô ta nói dối? Xin chào, cảm ơn các bạn. Mời các bạn ngồi xuống. Tôi xin tự giới thiệu để chúng ta làm quen. Tôi là Lê Minh Kim, đã từng định cư ở Mỹ hơn 15 năm nay. Tôi đã về nước gần 1 năm và tham gia giảng dạy Anh ngữ đàm thoại. Để lớp học đạt được hiệu quả tốt, tôi mong là các bạn sẽ ủng hộ tôi. Bây giờ, xin các bạn hãy tự giới thiệu về mình đi à. Sao cô này nhìn thấy quen quen, như là đã gặp ở đâu đó rồi. Mà gặp ở đâu ta? Tôi là Định, kinh doanh tự do. Chào em. Thưa cô, em là Hòa, chuẩn bị đi du học. Thưa cô, em là Tú, học Anh văn để đi làm à. Em là Tú hay là Tư? Tôi nghe chưa rõ. Dạ, em là Tú ạ. Ok, cảm ơn em. Chúng ta giới thiệu tiếp đi. Em Tú này có phải là con của anh Thành không ta? Trương Minh Tú, con gái của chị Thục và anh Thành. Thưa má, con đi Nha Trang về, có chút bờ biển xin biếu má. Má cảm ơn con, nhưng mà lần này thôi nha, lần sau đừng có mua quà cáp gì hết đó. Dạ, chỉ là chút quà mọn con biếu má lấy thảo thôi. Ừ. Con vô ngồi chơi đi. Dạ. Uống nước đi. Dạ. Tú đầu không thấy ở nhà hả má? Nó đi học Anh văn rồi. Vậy hả má? Ừ. Hai chị em nó bàn bạc với nhau nên để cho con Tú đi học Anh văn để phụ với chị nó giao dịch với khách nước ngoài đó. Vậy thì tốt quá rồi. Ừ. Mà con hỏi Tú có chuyện gì không? Dạ không ạ. Vợ con có nhà không á? Ừ. Nó nằm trên lầu á. Mấy ngày nay than mệt hoài. Vậy để con lên lầu với Lam một chút nha má. Ừ, lên đi. À mà chút ở lại ăn cơm trưa nha con. Dạ. Lam, anh làm cái gì ở đây? Anh đi ra đi. Thôi mà em, anh xin em nghe nói có được không? Anh đi mà xin, mà năn nỉ cô ta. Giữa tôi và anh đang chấm dứt hết rồi. Kìa em, chính vì em không tin anh nên cô ta mới có cơ hội để trả thù anh và phá em đó. Em có biết không? Thôi, anh đừng nói lanh quanh nữa. Mọi chuyện đến nước này đã quá rõ ràng rồi. Chỉ vì tôi ngu, tôi dại mới tin anh nên mới ra nông nỗi này đây. Bây giờ đừng bao giờ anh xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi ghê tởm anh. Lam à, em hãy nghe nói đã. Lam à, Lam à, em hãy nghe nói đã. Lam à. Thưa má, thưa má con về. Nè, má nấu cơm rồi. Thôi má, con xin lỗi má. Má thấy nó cũng buồn bã rầu rĩ lắm. Tội nghiệp nó cứ... Thôi, nghe má đi. Cái chuyện ly dị cũng không hay ho gì đâu. Cái gì quên được thì ráng mà quên. Chứ con quyết tâm như vậy chỉ làm khổ con rồi làm khổ nó thôi. Má nói hay quá. Má đã quên được chưa? Mà má nói chị phải quên. Con biết cái gì mà con cứ đổ thêm dầu vào lửa vậy? Em à, em đừng có nói chuyện với má như vậy mà. Tại sao người phụ nữ lúc nào cũng phải khổ vì người đàn ông hả chị? Ủa, chị Hai? Chị Hai, chị sao vậy? Chị có sao không? Chị thấy mệt mỏi quá thôi. Làm con có thai hả? Thai ngán gì má. Trời má ơi, tại chị ăn uống thất thường nên bị suy nhược cơ thể thôi. Tôi nói đúng đó. Nè, sao mà thằng Hưng nó mua sữa cho con cả đống mà con không uống vậy hả? Má dứt hết sữa đi, con không uống. Trời đất, con đừng có quá đáng được không? Già neo đứt dây đó. Con cũng đang muốn cho nó đứt luôn đi. Nói vậy cũng nói. Muốn sống với nhau cho tốt thì mới khó, chứ còn muốn đứt thì nói gì. Con chỉ làm khổ con khổ nó thôi. Má, con mệt mỏi lắm rồi. Má đừng nói nữa. Làm, hay là con mệt vì đau bao tử hả? Má kêu Tú chở con đi bác sĩ nha. Người khác gây án á, còn tôi là người phải gánh chịu cái án tù khổ sai. Được rồi, đi thì đi, để coi có tha thiệt hay không. Nếu như mà chị đã quyết định dứt khoát với người ta rồi á thì cũng tìm cách giải quyết luôn đi, cho nó nhẹ nợ. Chứ gì thì gì, con không cha cũng khổ lắm á. Cô có thai hơn 2 tháng rồi. Bác sĩ nói sao ạ? Cô bình tĩnh đi. Lẽ nào cô không muốn có đứa con này? Không, em không có ý như vậy. Tôi xin lỗi hai anh chị. Tôi cũng đã khuyên nhủ hết lời rồi mà con Lam nó không chịu nghe. Rồi thằng Hưng nó không chịu nhường vợ nữa. Bây giờ tôi nhờ hai anh chị khuyên bảo giùm, chứ tôi hết cách rồi. Trăm sự cũng tại thằng Hưng mà ra hết á. Sinh con á mà không dạy dỗ được, vợ chồng tôi phải đành xin lỗi chị. Chứ biết sao bây giờ hả chị? Thôi, hai bà cứ xin lỗi qua xin lỗi lại làm gì. Để tối nay á thằng Hưng nó về á, tôi nên cho nó một trận cho hai bà hả giận. Thôi anh à, Hưng nó lớn rồi, anh cũng không nên đánh nó đâu. Tốt nhất là anh nên to nhỏ nói chuyện với nó như cánh đàn ông với nhau đi. Có thể nó sẽ nghe. Thì tôi cũng đang làm đủ cách rồi đó chị. Thiệt là khổ quá. Còn với cái dạ con chào hai má. Con chào ba má. Ba má sang chơi ạ. Con đi khám bệnh hả? Con chào má. Kết quả sao rồi con? Dạ con chỉ bị cái bao tử nó hành. Chuyện không có gì quan trọng đâu ạ. Cái hũ mật ong á má làm cho con á, con ăn hết chưa? Dạ hết rồi ạ. Tôi biết mà, cái bệnh bao tử nó hành người ta lắm. No đau, đói đau, vui nó cũng đau, mà buồn nó cũng đau. Để má về á làm thêm một hũ nghệ mật ong nữa cho con nha. Ăn cái món đó vô á, vừa chữa bệnh loét dạ dày, vừa bổ máu huyết, tốt lắm nha con. Lam à, hôm nay ba má tới đây nói chuyện với má con và con. Con nên dọn về bên nhà ở đi. Vợ chồng á, giận nhau á thì giận, nhưng mà không thể xa nhau lâu như vậy được đâu con. Dạ, con xin cảm ơn ba má. Nhưng con không thể tha thứ cho một người chồng không còn yêu thương con nữa. Nói như con á cũng không có đúng đâu. Thằng Hưng á nó rất yêu thương con mà Lam. Tại con giận quá nên không nhận ra, hay là tại con không muốn nhận ra mà thôi. Má chồng con nói đúng đó Lam. Con nên về ở với chồng con đi, cho nó một cơ hội sửa sai đi con. Dạ con xin lỗi ba má. Thật sự thì không ai hiểu anh Hưng bằng con đâu. Ngược lại, bà thấy con hiểu quá sai về thằng Hưng nữa Lam. Là một thằng đàn ông với thằng Hưng mà nó quỳ xuống xin con tha thứ, cái đó không phải là vì tình yêu chứ là cái gì con. Dạ con xin lỗi ba. Thực ra ba đang đứng về phía anh Hưng. Ba hãy thử đứng về phía con xem. Khổ quá. Nhưng mà tụi con á không đứa nào chịu nhịn đứa nào hết á. Ba má biết làm sao đây? Anh chị cũng đừng có lo lắng quá. Để rồi từ từ tôi khuyên nhủ nó. Đi cả buổi trời mệt quá. Ông kêu tôi qua bển lựa lời mà nói. Ông á lựa lời quá ha. Chứ ông lại đánh con trai ông là sao? Tại tôi tức quá không kiềm chế được. Mà tôi suy nghĩ, tôi không hiểu nổi thằng Hưng nó đang nghĩ cái gì. Hay là nó bị bồ mê thuốc lú rồi ông? Thì đó là cách nói để bào chữa cho sự ngu dại, chứ làm gì có cái bùa quỷ quái bày đặt mê tín dị đoan á, thiên hạ cười thúi đầu á. Sao con lại tượng hình vào trong lúc này? Má có nên tha thứ cho ba con không? Mà không, má ghê sợ sự dối trá. Con cũng không cần một người cha dối trá như vậy, có đúng không? Alo. Ủa là Phong hả? Tôi đang học Anh Văn. Để kiếm việc làm chứ sao. Ừ, sắp tới rồi. Ừ, Phong được về thiệt hả? Vậy lâu không? Trời ơi, bên đó vừa được nghỉ hè vừa được nghỉ đông, sướng quá ta. Ừ, Tú vẫn bình thường à. Lâu rồi cũng không có gặp bà Nhi với bà An nữa. Tụi nó bây giờ mỗi đứa một trường nên cũng ít gặp nhau lắm. Ừ, vậy nha. Thôi khuya rồi Tú đi ngủ đây. Bye bye Phong. Coi nè bà. Bà thấy không? Ừ. Nó về tới kìa. Bà má. Con đi đâu? Cả ngày hôm nay không về nhà ăn cơm là sao? Con đi nhậu, vậy khoe với bạn bè một chút thôi mà má. Đi á mà kêu con Lam về đây nha. Còn không á, đóng cửa căn hộ của con, về đây mà ở. Ở một mình á, nhậu nhẹt riết á, rồi hư hỏng, chứ có ích lợi gì đâu. Tú. Dạ chào cô. Em học giỏi lắm, tiếp thu rất nhanh. Giọng nói của em cũng khá chuẩn. Chắc là trước đây em cũng từng học Anh văn ở trường giỏi lắm phải không? Dạ cũng tạm tạm thôi. Ừ, cô ơi, em có cảm giác gặp cô ở đâu đó rồi. Nhưng mà em nghĩ hoài không có ra. Chắc có lẽ em làm tôi với một ai đó. Chứ tôi định cư ở Mỹ suốt mười mấy năm trời, mới về nước lần đầu tiên. Vậy có thể là em đã nhìn lầm. Người này cũng có thể giống người nọ lắm chứ. Cô đi nha. Dạ chào cô. Thưa má, con có chút lễ để thắp hương cho ba. Ừ. Để đi con. Làm ở trên lầu hả má? Ừ. Con lên lầu với nó đi. Dạ, cảm ơn má. Ừ. Làm à, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc với nhau. Được. Nhưng nếu đó là chuyện nghiêm túc thật sự, chúng ta lên sân thượng đi. Nhà này làm gì có sân thượng hả anh? Bây giờ tôi mới để ý thấy rằng anh yêu tôi mà chẳng tìm hiểu kỹ về nhà tôi, về chính bản thân tôi ra sao nữa. Kìa em. Tại vì anh... Anh à, tôi không thích người họ Đổ tên Thừa. Anh làm sai thì phải biết chịu hậu quả chứ. Sao em bây giờ khát khe sắt đá quá vậy? Khác hẳn với người mà anh đã từng yêu. Đã từng yêu, còn bây giờ không còn yêu nữa đúng không? Làm, khổ anh quá. Em để cho anh nói đi. Được. Anh muốn nói gì? Anh nói đi. Tú có biết là Phong rất nhớ Tú không? Phong nhớ thì Phong biết, làm sao Tú biết được. Tú vẫn không khác gì hồi học trung học là mấy. Thì Phong đi nước ngoài Phong khác, Tú ở nhà Tú có gì đâu khác. Nếu như bây giờ Phong nói với Tú Phong rất là yêu Tú, yêu từ hồi nào Phong cũng không biết nữa, Tú có tin không? Sao vậy? Không tin thì không tin chứ biết sao. Bây giờ Phong phải làm thế nào để Tú mới tin đây? Thôi mình về đi. Không, còn sớm mà. Nếu không vì Tú chưa chắc Tết này Phong đã về đâu. Tú quan trọng đối với Phong vậy hả? Còn hơn như vậy nữa. Vậy có quan trọng bằng ba Phong với má Tú không? Kìa thôi mà Tú, chuyện người lớn mình nhắc lại làm gì? Chẳng ảnh hưởng gì chuyện của tụi mình hết. Chưa chắc đâu. Tưởng anh nói gì, hóa ra vẫn là cái điệp khúc cũ. Nếu tin anh được thì tôi đã tin. Anh không cần nói nhiều vậy đâu. Em có muốn anh thầy độc không? Nếu anh có gì với ai á, cho trời đánh chết anh đi. Trời nào chứng cho cái lời thề dớ dẫn đó của anh. Em xem cái chết của anh là dớ dẫn à? Sao lại cạn tàu ráo máng đến vậy? Ai cạn tàu ráo máng? Sao anh lại có thể nói những lời như vậy? Nhưng khổ quá, anh phải nói như thế nào để em trở về nhà với anh đây? Em hành hạ anh như vậy chưa đủ sao? Ai hành hạ ai? Anh có nói ngược ngạo không đó? Giữa tôi và anh, có lẽ là không ai hiểu nổi ai nữa. Chúng ta ly dị nhau đi. Đó là lời nói nghiêm túc cuối cùng em muốn nói với anh đó. Cái gì? Ly dị hả? Em nói nghiêm túc đó à? Đã nghe rồi mà. Thỉnh thoảng á, cho Phong tới chơi nhà Tú hả? Có được không? Thì bấy lâu nay Phong vẫn tới, có xin phép ai đâu. Tú bao giờ cũng dồn người khác vô thí bí cả. Tại trời sinh ra Tú như vậy đó. Cha mẹ sinh chứ trời đất đâu mà sinh. Nhưng mà Tú khác. Trời đất sinh ra Tú thiệt đó. Có nghĩa Tú là người rạch trời rơi xuống hả? Tú nghĩ mình là người dữ vậy hả? Vậy nên Phong phải cảnh giác về chừng. Không bao giờ trong đầu được có ý nghĩ bậy bạ với tôi nghe chưa? Thưa má, con về. Ủa, ở lại ăn cơm đi con. Dạ thôi má. Nè, con Lam nó có nói gì con bỏ qua đi. Đừng nghĩ ngợi làm gì. Nó đang bực bội mà nha. Dạ con xin lỗi má. Có lẽ sự có mặt của con sẽ làm cho Lam không được vui. Thôi con về. Nè, con đừng quá đáng. Thằng Hưng nó giỏi chịu đựng đó, chứ gặp đứa khác là nó bỏ lâu rồi. Bỏ thì bỏ, con không cần. Không có cũng được. Có chồng thì có, phải có gia đình đàng hoàng chứ. Thôi vậy ăn uống đi, cứ ngồi đó khóc hoài sao? Ủa chị, bộ chị tính ly dị anh Hưng thiệt hả? Chứ không lẽ là giả? Nhưng mà từ trước tới giờ á, em đâu có thấy ai xuất hiện bên anh Hưng đâu. Có khi nào chị bỏ, xong rồi chị cảm thấy hối hận, day dứt, rồi một lúc nào đó chị quay lại. Có bao giờ chị nghĩ tới không? Không bao giờ. Vô nhà đi con. Dạ. Con ngồi ghế chờ một chút. Dạ. Tôi nó xuống liền bây giờ. Ngồi đi con. Dạ. Phong. Ủa Tú? Má có biết Phong là con của ai không má? Uống nước đi con. Hai đứa học chung với nhau mấy năm rồi, Phong má thấy cũng đến rủ con đi học hoài, nhưng mà má đâu có hỏi. Dạ con là con của ba Vĩ ạ. Con ba Vĩ hả? Dạ. Chuyện gì vậy má? Không sao. Thôi hai đứa ngồi chơi, má lên lầu một chút. Chắc là má của Tú không muốn cho tụi mình biết chuyện ngày xưa đó mà. Má, nếu mà con không dám nói sự thật với vợ con á, con có thể nói riêng cho má nghe được không? Má hứa má giữ bí mật cho con. Thôi má à, đã không nói thì không nói với ai hết. Sống để bụng, chết mang theo. Má cứ tin là con không có lỗi gì với Lam hết là được rồi. Nếu hai đứa khăng khăng như vậy thì thôi, tụi con muốn bỏ thì bỏ nhau đi, má không can thiệp vô nữa. Nhưng vợ chồng không phải muốn bỏ là bỏ được đâu má. Con vẫn rất yêu Lam, và con biết Lam vẫn rất yêu con. Yêu cái kiểu gì mà kỳ cục vậy? Má hết cách rồi. Con khờ quá đi. Má. Phong á, ngỏ lời yêu con, má thấy sao? Không được nha, tuyệt đối là không được đó. Sao vậy? Trước đây má vẫn thường hay khen ngợi Phong lắm mà. Với lại hai gia đình cũng là chỗ quen biết với nhau mà má. Quen sao mà quen, nhưng mà gia đình đó là không được, tuyệt đối là không được. Nhưng mà con lỡ yêu Phong rồi. Má đã nói không được, nghe không? Con không nghe đâu, trừ khi má nói ra lý do thì con mới nghe. Má nói thì con phải nghe, không có lý do gì hết. Xưa rồi má. Bây giờ á, làm cái gì phải tâm phục khẩu phục thì con mới nghe. Tết này mấy má con muốn đi chơi ở đâu không? Mình đi đâu má? Mình đi đâu anh hai? Ưu tiên cho con chọn đó, con đi xa mới về mà. Dạ thôi, con chỉ muốn ở nhà thôi. Sài Gòn của mình đẹp quá trời, còn muốn đi đâu nữa hả má? Thì Tết cũng phải đi đây đi đó để thay đổi không khí chứ con trai. Vậy thôi con rủ bạn gái đi cùng được không ba? Tùy con thôi hả? À, thì ra là chị Tú là bồ của anh hai phải không? Bạn chứ bộ gì? Không dám đâu, nhìn mặt của anh hai là biết rồi, khỏi phải nói. Thì anh hai của con lớn rồi, có bồ chứ sao? Thì con có nói gì đâu. Hồi trước á, ba tụi con biết yêu từ lớp 11 rồi đó. Trời, thiệt vậy hả ba? Đừng nghe má con nói, má con chỉ bồi bác ba thôi hả? Không dám bồi bác đâu. Bạn Tú làm nghề gì vậy con? Con cái nhà ai? Dạ Tú còn đi học. Mà thôi, đợi khi nào chín mùi rồi thì con sẽ báo cáo với ba má. Bây giờ còn sớm mà. Con lên lầu. Cái thằng con trai gì mà xấu hổ như thiếu nữ gì đó. Lam nè, con dậy đi, má nấu cháo kìa. Xuống ăn miếng rồi qua thăm ba má chồng con. Dù gì con cũng là con dâu bên đó, Tết nhất mà không qua thăm là kỳ lắm đó. Dậy đi con. Má, con không về đâu. Nói vậy mà cũng không được. Thằng Hưng nó có lỗi với con chứ không phải ba má nó. Má mua quà chuẩn bị cho con đem qua bển rồi đó. Dậy đi. Má à, hay là má nói con Tú qua đó giùm con đi, nói là con đang bị bệnh. Kỳ cục ghê. Ông bà ơi, có khách. Dạ. Ủa Tú hả? Vô đây cháu. Dạ. Cô vô đây. Mời cô ngồi. Ngồi đây nè con. Gì đây? Dạ thưa hai bác, má con có chút quà Tết. Biết hai bác. Trời ơi, con nói với má con á, bài đặt 3 cái quà cáp để làm cái gì? Dạ không có gì. Đáng lý ra là chị hai con phải về, nhưng mà chị hai con không được khỏe. Ủa? Con cũng mong hai bác thông cảm. Chị hai con bị sao vậy? Bệnh gì? Dạ bị đau bao tử á. Từ lúc đó tới bây giờ vẫn chưa hết bệnh nữa sao? Dạ chưa. Mà tinh thần căng thẳng vậy á, có thuốc tiên trị cô không được nữa. Dạ. Dạ thôi con xin phép hai bác con về ạ. Nè Tú, ngồi chơi đi, uống nước rồi từ từ hãy về nha con. Dạ con cảm ơn hai bác, nhưng mà con có việc gấp, với lại chút nữa con còn phải đi làm nữa ạ. Con xin phép hai bác. Khi các con rảnh ghé chơi nha. Dạ. Tú, 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 Tú. Anh muốn nói chuyện với em. Chuyện của anh chị đã đến non nước này rồi. Bây giờ anh biết phải làm sao đây Tú? Thì anh cứ thú thật hết mọi chuyện cho chị nghe là được chứ gì. Liệu có được không em? Anh đi mà hỏi chị hai á, làm sao em trả lời được? Phong à, không phải cô khó khăn gì với con. Cô cũng nói trước, con Tú á, nó không phù hợp với con. Gia đình cô á, cũng không có môn đăng hộ đối với gia đình con. Nên tốt nhất là tụi con chỉ nên quan hệ bạn bè thôi, chứ không nên tiến xa nữa. Nhưng mà gia đình của con á, thì không nghĩ vậy đâu cô à. Con đã nói chuyện này với má con chưa? Cô nghĩ là má con không đồng ý đâu. À, nếu mà má con đồng ý thì cô cũng đồng ý, phải không cô? Cô không nói như vậy. Dù sao thì cô cũng không đồng ý. Dạ, tụi cô con về. Ủa Phong, Phong đợi Tú lâu chưa? Nhưng mà bây giờ Phong phải về đây. Ủa sao vậy? Mà Phong có chuyện gì cần sao tới đây mà không báo trước với mình? Vô hỏi má Tú á. Tại sao má Tú lại phản đối quyết liệt đến như vậy chứ? Những lý do má Tú nói đâu có gì ghê gớm lắm đâu. Hay là mình thử nói rõ chuyện với má đi. Ồ mà không, cứ để từ từ xem sao đã. Sao vậy con? Có chuyện gì à? Dạ, tại sao má của Tú lại phản đối tụi con dữ vậy ba? Má Tú cũng biết rồi sao? Dạ, con tới xin phép má Tú cho hai tụi con tiến tới. Vậy mà vì con nghĩ nếu có phản đối thì má con, chứ tại sao là má Tú? Thì mà thôi con à, thế giới này rộng lớn lắm con. Dẹp đi, đừng dẫn sâu thêm nữa, lại làm khổ nhau. Con không dễ đầu hàng như ba đâu. Con... Lại sắp Tết rồi, mình có linh thiêng, mình về đón giao thừa với mẹ con em. Mình phù hộ cho vợ chồng con Lam nó sống hòa thuận nha mình. Tại sao em lại không chịu tính anh hả Lam? Anh biết em đang rất đau lòng, nhưng anh còn đau lòng hơn em rất nhiều lần kìa. Bây giờ anh phải làm sao đây? Alo. Má đây, giao thừa rồi. Sao con không về nhà thăm ba má vậy? Ở bên đó một mình chi cho nó buồn. Dạ, để mai con về má. Mai mốt cái gì? Về liền đi. Ba má đang chờ con ở nhà nè. Dạ, con biết rồi. Nếu con quyết định chia tay thằng Hưng thì thôi, má không cản nữa. Cuộc đời con mà như chiếc thuyền không lái, nó chồng chành cơ cực lắm. Con khổ quá má ơi. Có lẽ là lỗi tại má. Người ta nói cha mẹ để đức cho con, nhưng má, sao lại nói vậy má? Tụi con vẫn tự hào là con của ba má mà. Con không biết đâu, cuộc đời nhiều éo le lắm. Sao Như Thủy buồn vậy? Buồn gì đâu, em chỉ thấy nhớ nhà thôi. Bây giờ bên nhà vui lắm anh ha. Anh không thấy nhớ nhà sao? Ừ, nhớ chứ. Mà Như Thủy này, chúng ta sẽ dựng một gia đình riêng được không em? Ý anh muốn nói là... Như em biết rồi đó, anh rất là yêu em. Anh à, nhưng em chỉ coi anh như anh hai của em thôi. Hơn nữa em cũng đã có người yêu rồi, chỉ là em chưa giới thiệu cho anh biết thôi. Em nói thật hả Thủy? Em nói thật. Em mong anh đừng có buồn em. Lúc nào em cũng quý mến và kính trọng anh, nhưng tình yêu không chỉ có quý mến và kính trọng, phải không anh? Đầu năm, tụi mình họp mặt vui vẻ. Bây giờ mình đề nghị mỗi người hãy tự giới thiệu về người yêu của mình đi. Ưu tiên người đi xa về trước. Bắt đầu từ Phong. Kìa Phong. Bắt đầu đi chứ. Người yêu của mình á thì các bạn cũng đã biết rồi, đâu có cần phải giới thiệu nữa đâu. Không được, dù có biết đi chăng nữa thì cũng không phải là lời công bố chính thức. Vậy thì Phong xin trân trọng tuyên bố với các bạn, người yêu của Phong đó chính là Tú, Trương Minh Tú. Các bạn đừng tin lời Phong nha, không phải tôi à. Thôi đừng có chối nữa mà, nhận đi. Không thôi là có người nhận thay cho đó. Thì nhận đi nè, đó. Cái con nhỏ này, chỉ được có một cái, nó càng nó bừa không à, đầu năm xui xẻo lắm á. Ba thật, không hiểu nổi con nữa. Nhưng thôi, đã quyết không nói thì ráng mà chịu á. Con Lam nó muốn làm gì cứ để nó làm. Nói với ông vậy á mà cũng nói cho nghe được à? Chứ không lẽ bây giờ xẻ thịt thằng Hưng ra? Thôi bà má đừng có cãi nhau nữa, con mệt lắm rồi. Là Tú hả? Dạ. Em đi thắp hương trai ở đây. Dạ em đi đốt nhang cho ba em. Đây là ba em đó cô. Vậy à? Còn đây là con trai của cô. Ồ, vậy mà em đâu có biết đâu. Em đi một mình hả? Dạ không, em đi với má. Nhưng mà má em còn đang ở trong đại chính viện. Má em đang bái Phật đó. Vậy à? Thôi em thắp nhang cho ba đi. Cô về trước. Dạ em chào cô. gì đây? Con trai của cô cũng là họ Trương Công như ba mình sao? Thì ra người đàn bà này là lý do để ba đi chùa sao ba? Kìa Tú, con đừng có hiểu lầm ba. Con chỉ tin vào mắt mình thôi. Tôi cảnh cáo cô đó. Nếu như mà cô còn quyến rũ ba tôi, phá hoại hạnh phúc gia đình tôi thì cô đừng có trách. Tú, không được hôn lắm. Người giống người, họ giống họ. Sao có sự trùng hợp lạ lùng như vậy? Hơn nữa, chuyện mình gặp trước khách sạn cách đây gần 3 năm, còn cô thì mới về nước chưa được 1 năm. Chắc có thể là vì mình hay suy nghĩ cho nên làm tưởng thôi. Tú. Dạ. Con làm gì đứng ngẩn ra vậy? Má, đây là bình trò của con cô giáo dạy anh văn cho con đó má. Sao? Là thiệt hả? Dạ. Không biết Tú nó có nhận ra mình hay không nữa. Sao trái đất này lại nhỏ bé đến như vậy? Đại viết thì viết cho rõ tên đi. Cứ ít YZ. Ai biết đường nào mà lần chứ. Nè, con có uống hết thuốc không mà sao bị hoài vậy? Con uống hết rồi má. Vậy lo đi khám lại đi. Đau bao tử phải chữa trị lâu dài, kiên trì lắm mới hết. Để về hoài không được đâu. Con biết rồi má. Thôi đi má ơi. Chị hai có bao giờ uống thuốc đâu mà hết với lại còn bệnh chứ. Có mà. Trời đất ơi. Vậy mà không chịu uống thuốc là sao? Có mà. Tú ra coi. Ủa Phong. Ủa. À, Phong đến để chia tay với Tú, với lại chào cô, tối mai mai về Mỹ rồi. Mà ngại quá, không biết có nên vào hay không. Nếu như mà Phong thấy ngại thì thôi, không vào cũng được. Phong chờ chút nha. Để vô xin phép má đi chơi với Phong cái. Má cho con đi chơi với Phong chút nha. Không được, sắp tối rồi, trai gái không được đi chơi ban đêm. Má lạ thiệt á. Tự nhiên cấm cản vô lý thiệt. Chuyện ngày xưa má với bác ấy không thành thì thôi, có liên quan gì tới tụi con đâu. Ai nói con biết vậy? Con còn biết nhiều hơn má tưởng á. Nè, thưa cô chị nè. Nè Tú. Nè. Thôi kệ nó đi má, nó lớn rồi mà. Hơn nữa yêu chưa chắc đã lấy, mà lấy chưa chắc đã bền. Cứ như tụi con đây nè. Má cản làm chi cho mệt. Rồi mình đi. Thư gì vậy? Thư của tòa án giải quyết vụ ly hôn. Làm nói là làm thật sao? ơi! Tú đợi Phong nha, 2 năm nữa Vinh Quy bái tổ rồi tụi mình xong hỷ lâm môn. Tú không biết là có chờ đợi được không nên Tú không dám hứa. Nói chuyện với Tú tức quá à. Thì Tú vẫn là người như vậy mà. Nè, Tú còn định thử thách Phong tới bao giờ đây hả? Hả? Đó là Phong nói chứ Tú có thử thách gì Phong đâu. Vậy nếu má Tú cứ cương quyết ngăn cản tụi mình thì Tú sẽ nghĩ sao? Tôi cũng chưa biết nữa. Tú cứ nói như vậy thì làm sao mà Phong an tâm ra đi đây? Thì trước đây Phong ra đi như thế nào, bây giờ ra đi như vậy thôi. Tú ác quá à. Nè, ngày mai Tú có tiễn Phong đi không? Thì đã có Nhi với An tiễn Phong rồi mà. Nói vậy cũng nói. Đến nước này mà anh ta cũng không tin mình để thú nhận. Kiên gan như thế là cùng, bỏ cũng phải rồi. Được hiếm đã lắm tin sự thật dối trá bóng đêm. Alo. Anh đây. Em có thể về nhà mình một lần được không? Đây làm gì hả anh? Anh nghĩ tụi mình nên ngồi lại nói chuyện với nhau một lần nữa thật là nghiêm túc. Nghiêm túc? Như cái hôm bữa đã nói chứ gì. Điều đó còn tùy thuộc vào anh và em. Được, anh chờ em. Những dối trá bao hơn ghen đã khuất lấp trong tâm hồn. Tình yêu em chỉ muốn chim lây mãi tranh giành một hạnh phúc bằng lòng ích kỷ nhỏ nhen. Làm sao em hiểu hết ý nghĩa của tình yêu, sẽ đến lúc em nhận ra chỉ có trái tim thật thà và lòng vị tha với tất cả tâm chân tình dành cho nhau. Tình yêu đó mới bền lâu, xin đừng dối nhau. Làm, cảm ơn em đã về. Anh bỏ tay em ra đi. Rồi em bất chấp tất cả lòng thèm oán trách. Cái mũi của em á, xinh như mũi một con mèo. Dí cái gì không dí? Dí cái mũi của em như mũi con mèo. Em ghét mèo lắm anh biết không? Nhưng mà anh lại thích mèo. Vậy là anh yêu mèo chứ đâu phải yêu em đâu. Thì đúng rồi, em là con mèo của anh mà. Tình yêu em chỉ muốn chim lấy mãi tranh giành hạnh phúc bằng lòng ích kỷ nhỏ nhen. Làm sao em hiểu hết ý nghĩa của tình yêu, sẽ đến lúc em nhận ra chỉ có trái tim thật thà và lòng vị tha với tất cả tâm chân tình dành cho nhau. Tình yêu đó mới bền lâu, xin đừng dối nhau. Đời em lạc lối xong chẳng muốn tin vào ai, những dối trá bao hơn ghen đã khuất lấp trong tâm hồn. Tình yêu em chỉ muốn chim lấy mãi tranh giành một hạnh phúc. Tụi mình không thể sống thiếu nhau được phải không em? Làm sao em hiểu hết ý nghĩa của tình yêu, sẽ đến lúc em nhận ra chỉ có trái tim. Anh nói đi. Anh đã làm gì với người ta trước tấm hình cưới của chúng mình, trên cái giường của chúng mình? Em à, anh không có chuyện đó đâu em. Anh đừng có dở cái trò đó ra nữa. Tôi kinh tởm anh. kinh tởm anh. Anh chỉ yêu có một mình em thôi à? Tại sao em không tin anh? Đừng có động vào người tôi. Anh muốn tôi tin anh chứ gì? Anh hãy nói tên người đó ra đi. Anh nói cho tôi biết đi. Anh không thể. Người đó đã chết rồi. Hãy để cho họ được yên em mà. Toàn lời dối trá. Đến giờ mà anh vẫn còn dối trá. Dối trá, dối trá. Kìa, Lam. Vậy là hết. Hết tất cả rồi. Phong. Ủa? Con chào hai con. Cảm ơn các bạn đã ra đây tiễn Phong nha. Ủa? Vậy ai là chị Tú? Hôm nay Tú bận nên không có đi được. Ủa sao kỳ vậy? Phong đã nói cho Tú biết rồi mà. Ai mà biết. Tới giờ rồi, thôi mình đi nha. Con chào ba mẹ. Bye bye. Đi con. Bye bye. Anh Hưng, tại sao anh không ký tên vào đơn xin ly dị? Vì tôi không muốn ly dị vợ tôi. Đó là hoàn toàn ý của vợ tôi. Tại sao anh lại không muốn ly dị vợ? Vì tôi còn yêu thương vợ tôi. Và tôi biết cô ấy đang giận tôi. Hai người còn yêu thương nhau, mà một người còn người đàn bà khác, còn một người thì viết đơn ly hôn. Thì là sao? Tôi không có người đàn bà nào khác. Đó chỉ là do vợ tôi hiểu lầm thôi. Chị Lam, chồng chị nói như vậy có đúng không? Không đúng. Tất cả như tôi đã trình bày ở trong đơn. Thực tế chúng tôi đã ly thân rất lâu rồi. Ly dị chỉ là thủ tục thôi. Chuyện anh đã có vợ mà lại yêu thương một người đàn bà khác là sai trái đạo đức của hôn nhân. Nhưng trong từng trường hợp cụ thể, người vợ cần phải cân nhắc kỹ để mà tha thứ. Người đàn ông có người đàn bà khác thường có nhiều lý do, chứ chưa hẳn là không phải là không yêu vợ. Vậy còn việc người chồng sau khi phạm phải lỗi lầm cứ khăng khăng bảo vệ người đàn bà ấy, không chịu nói tên cô ta ra, thì có phải đã hết yêu vợ rồi không? Chưa hẳn như vậy, vì người đàn ông thường rất sợ vợ hành hung người tình của mình. Hơn nữa tôi nghĩ chị cũng không nên cần biết tên cô ta là gì. Chị biết và kênh anh ấy có hối lỗi và sửa chữa khuyết điểm là đủ. Nhưng lấy gì để xác minh điều đó? Cuộc sống đích thực của vợ chồng hàng ngày. Xin lỗi, từ lâu tôi đã không còn cái gọi là cuộc sống vợ chồng đích thực ấy. Vì vậy tôi muốn anh ấy nói tên người đàn bà đó ra, như là một thước đo sự thành thật và hối cải. Tôi đã thề là tôi sẽ không làm gì cô ấy, nhưng mà anh ấy vẫn không chịu nói ra. Vì vậy, có thể gọi là không hợp tác và thách thức tôi không? Có lẽ là anh ấy vẫn chưa dám tin là chị sẽ không làm gì người ta. Vậy, hãy làm chứng cho tôi. Tôi sẽ không làm gì cô ta cả. Nhưng tôi yêu cầu anh ta phải nói tên cô ta ra. Đó cũng là một nguyện vọng chính đáng của vợ anh. Anh có làm được không? Thưa không, tôi không thể nói ra. Đã là vợ chồng thì phải hiểu và tin tưởng nhau. Đó, bản thân chồng tôi không có thiện chí làm quà. Thôi, vấn đề khúc mắc của anh và chị là chưa tin và chưa hiểu nhau. Anh chị về suy nghĩ thêm một thời gian nữa. Nếu sau 3 lần hòa giải không thành, tòa sẽ giải quyết ly hôn theo nguyện vọng của nguyên đơn. Sao rồi con? Tòa vẫn chưa giải quyết mà. Đang chờ hòa giải. Ừ, thấy chưa? Tòa án cũng muốn con hòa giải mà. Tòa án làm sao mà biết được? Chỉ là thủ tục giấy tờ mà má. Hưng, tới cái nước này rồi con vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Không ngờ chỉ vì một con đàn bà nào đó mà con để cho nhà cửa tan nát hết trơn vậy sao? Thôi bà má, con xin má để con yên một chút được không má? Con xin má đó. Ừ, nằm đó đi, nằm đó suy nghĩ đi. Chỉ còn 2 lần hòa giải nữa thôi, con biết chưa? Nó còn hiểu rõ pháp luật hơn bà nữa. Sao bà cứ nói hoài vậy? Nhưng mà tôi không có nhẫn tâm ngồi nhìn con cái tan đàn xẻ nghé như vậy. Ông biết chưa? Trời ơi, sao cái số kiếp nó khổ vì đàn bà quá không biết nữa. Bà ăn ở sao không để phước cho con? Con trai nhờ đức mẹ mà. Trời đất, tôi ăn ở sao không biết quá rồi mà. Mở miệng ra là nói chuyện tào lao không à. Trời, tôi nói đâu có quan đâu. Cũng tất cả là cái miệng bà ra đó. Thôi mà ba, chuyện này lỗi tại con chứ đâu phải tại má. Ba má mỗi người nhìn nhau một chút cho em nhà em cửa đi. Vậy ha, vậy thì kệ con nằm nữa đi. Alo. Ủa, Phong tới Mỹ rồi đó hả? Ừ, Phong đến nơi hôm qua, nhưng mà giận Tú quá nên hôm nay mới gọi về nè. Thì Phong cứ giận đi, gọi điện về làm gì nữa. Nói như Tú mà cũng nói được nữa. Mà cái hôm các bạn tiễn ra sân bay á, không có Tú, Phong buồn ghê lắm. Suốt mấy chục tiếng trên máy bay mà vẫn còn buồn. Tôi đã nói trước rồi mà. Tưởng Tú nói chơi á, ai ngờ lại làm thiệt. Tôi đã nói chơi bao giờ đâu. Thôi nha, Phong nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dạ hôm nữa mình nói chuyện nhiều hơn ha. Bây giờ Tú đang bận chút việc. Sao lúc nào Phong gọi về Tú cũng bận việc hết vậy? Thì bận Tú nói bận chứ sao. Tú cúp máy đây. Em, sao em nói chuyện với Phong mà khô khan cứng ngắc vậy? Em là vậy mà. Sao cuộc đời này trớ trêu như vậy hả anh? Em nhìn con bé Tú, em cảm thấy ân hận vì những gì em đã làm với nó. Em muốn bù lại cho nó tất cả. Nhưng mà bù đắp lại như thế nào hả anh? Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho công ty chị. Nếu không có em, chắc công ty không được như bây giờ đâu. Không có gì đâu chị à. Em uống nước đi. Dạ, cảm ơn chị. Chị cứ yên tâm nghỉ ngơi lo việc gia đình. Mọi hoạt động công ty vẫn rất là tốt. Tháng này doanh thu của công ty mình đạt trên 300 triệu đó chị ạ. Vậy á? Dạ. Vậy thì tốt quá rồi. Em trích 10% tiền lời á, em thưởng cho nhân viên dùm cho chị. Dạ. Như vậy là ra tòa anh ấy không chịu nói gì hả má? Không, tòa hòa giải 2 lần rồi mà đâu có được. Má để chị Lam đi vậy đi. Có chồng mà như vậy cũng không nên có làm gì. Chị Lam còn trẻ đẹp, giỏi giang như vậy, dễ thừa sức lấy người chồng khác. Tử tế hơn anh hai nhiều. Má lo, má thương. Tại vì vậy á mà má không muốn mất một đứa con dâu hiền thục như con Lam. Thôi má cúp máy nha. Ê, chiều nay có rảnh không? Đó, qua nhà tao chơi đi. Chị em ha. Ừ. Mấy bạn ơi, nghe nói cô Kim bị sốt nặng lắm á. Tụi mình đến nhà thăm cô đi. Đi thì đi. Vậy mỗi người đóng 50.000 nha. Để mua quà cho cô. Được thôi. Nè, của mình nè. Của mình nè. Đây. Nè. Rồi. Vậy đi ha. Đi. 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 À, thôi mình đi đi ha. Đi chị. Chị Lam, tháng này đơn đặt hàng nhiều hơn tháng trước đó chị. Chị coi đi. Vậy thì tốt quá rồi. Em cho quảng cáo trên truyền hình một lần nữa nha. Còn chuyện đầu tư sản xuất phim đổi lấy quảng cáo để chị tính sao. Bây giờ chị không còn tâm trí nào nữa để quyết định kinh doanh. Em biết rồi chị ạ. Em sẽ cố gắng hết sức để phụ giúp chị. Hai em vô đây. Dạ. Ủa cô? Cô bị bệnh sao vậy cô? Cô chỉ cảm sơ sơ thôi. Dạ thưa cô, tụi em có ít cam gửi cô. Mong cô khỏi bệnh. Cảm ơn em. Các em tới nhà thăm là quý rồi. Quà cáp làm cái gì nữa. Cô cứ nghỉ ngơi cho mau khỏi bệnh đi ạ. Cảm ơn em. Em uống nước đi. Tú. À, Tú. Dạ xin phép cô em về ạ. Mọi chuyện rồi anh à. Tú, ngồi ăn cơm luôn đi em. Chị với má ăn đi, em ngồi nghỉ một chút. Má nè, má có tin là có một người đàn bà khác đang thờ ba như má không? Ai mà đang thờ ba như má. Má biết vậy là đủ rồi. Tú, con đã nói thì nói cho rõ coi. Thì má cũng đã từng khuyên chị Lam không cần biết tên người đó rồi còn gì. Con sợ là nhà mình lại có thêm một bàn thờ nữa. Con nói rõ ràng cho má nghe coi. Những chuyện đó má hiểu hơn con mà. Việc này chưa giải quyết xong, việc kia lại ục đến. Em chết mất Bình ơi. Em nói vậy nghĩa là cái cô Kim kia cũng là người yêu cũ của ba mình hả? Thật thì sao? Thì đáng thương, đáng tha thứ phải không? Không, chị không có ý nói như vậy. Nhưng em thấy không, rõ ràng họ đã biết lỗi. Và ba cũng đã quay về đó. Quay về để sống như vậy thì thà đừng quay về còn hơn. Còn đứa con trai đã chết nữa. Em dám chắc 100% là con của ba đó. Thôi mà em, chuyện cũng đã qua lâu rồi. Hơn nữa ba mình cũng đã mất. Hãy để cho ba yên lòng. Ai muốn thờ cứ thờ, có mất gì đâu em.